Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hồi sinh hay khôi phục. Nó có nghĩa là gì? Để sống lại một cái gì đó. Để hồi sinh là phục hồi một cái gì đó cho cuộc sống hoặc cho nó một cuộc sống mới. Hồi sinh thêm mới và sức mạnh vì những thứ quan trọng vẫn sống động, mạnh mẽ và hưng thịnh. Nên khi một thứ gì đó được hồi sinh, nó sẽ trở lại với sức khỏe hoặc sự sống. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn hồi sinh. Ăn một bữa ăn lành mạnh cũng vậy. Sự hồi sinh trong kiến trúc là gì? Nhu cầu bảo tồn các di sản kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử ngày càng có ý nghĩa lớn hơn. Sự hồi sinh được trình bày như một phương pháp chuyển đổi môi trường, duy trì sự sống trong bối cảnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các công trình lịch sử. Tái sinh thương hiệu là gì? Chiến lược tiếp thị được sử dụng khi một thương hiệu đã đến tuổi trưởng thành và lợi nhuận bắt đầu giảm. Các nhà tiếp cận để phục hồi có thể bao gồm một hoặc tất cả các hoạt động mở rộng thị trường, sửa đổi sản phẩm hoặc tái định thị vị thương hiệu. Nó cũng tìm cách xác định thiết lập các nguồn tài sản thương hiệu mới. Phục hưng văn hóa nghĩa là gì? Khôi phục văn hóa là một quá trình mà qua đó các nền văn hóa độc đáo lấy lại cảm giác về bản sắc, chẳng hạn như thông qua quảng bá di sản, ngôn ngữ hoặc phục hồi truyền thống và phong tục. Nói cách khác, đó là mang lại một nhóm hoặc một cách sống đã bị mất hoặc đang chết. Những lợi ích của việc hồi sinh khu phố là gì? Lợi ích kinh tế vẫn là mục tiêu chính của nhiều sáng kiến phục hồi. Những lợi ích này bao gồm các tác động trực tiếp, chẳng hạn như tăng giá trị tài sản và các đơn vị nhà ở giá cả phải chăng, và các tác động gián tiếp, chẳng hạn như tăng khả năng tiếp cận việc làm thông qua các cải tiến liên quan đến giao thông. Củng cố và phục hồi thương hiệu là gì? Tái sinh thương hiệu là chiến lược tiếp thị được áp dụng khi sản phẩm đạt đến giai đoạn trưởng thành của đoàn đời, sản phẩm lợi nhuận giảm mạnh. Đó là một nỗ lực để đưa sản phẩm trở lại thị trường và đảm bảo các nguồn vốn chủ sở hữu, tức là khách hàng. Có phải sự hồi sinh và cải tạo vùng lân cận có giống nhau không? Các khu dân cư sang trọng cũng sẽ được sự thay đổi về nhân khẩu hoặc học vì giá trị tài sản tăng lên, với những cư dân da trắng giàu có hơn thay thế những cư dân thiếu số nghèo hơn. Mặt khác, làm hồi sinh các khu vực lân cận, thực hiện các tiếp cận hướng tới cộng đồng hơn đối với những thay đổi về kinh tế và nhân khẩu học. Làm thế nào để bạn hồi sinh một thương hiệu? 5 cách để hồi sinh thương hiệu của bạn. Thứ nhất, hiểu sâu các nguồn gốc của thương hiệu của bạn. Thứ hai, hãy nhớ rằng người tiêu dùng không quan tâm đến các quy trình nội bộ. Thứ ba, nói không. Thứ bốn, đừng quên sức mạnh của cảm xúc. Thứ năm, nhắc nhở bản thân về các quy tắc cơ bản của tiếp thị. Tại sao thương hiệu lại hồi sinh? Lý do, công nghệ hồi sinh thương hiệu. Với công nghệ này càng phát triển, các công ty phát sinh nhu cầu nâng cấp liên tục thương hiệu và sản phẩm. Cạnh tranh. Trong một thị trường cạnh tranh, việc hồi sinh thương hiệu giúp phá vỡ khuôn mẫu và thu hút đối tượng mục tiêu. Có một giải pháp để tiến hóa phải không? Nhiều nhà quy định đô thị khuyến khích phát triển mật độ lớn hơn và quy mô lớn như một giải pháp cho quá trình đô thị hóa. Phát triển mới rất tốt có thể đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị quá trình, nhưng dừng phát triển cũng để thay tiến độ chỉnh trang đô thị. Như áp lực sẽ tiếp tục xây dựng thị trường chứng nhà ở tại khu cư thay đổi. Gentrification mang lại lợi ích cho ai? Nguồn cung nhà cửa cải thiện, các công viên được tân trang lại và các làn đường dành cho xe đạp mới và các cửa hàng tạp hóa là một số lợi ích được hứa hẹn của quá trình tiến hóa. Nhưng nhiều thiện nghi tương tự được quảng cáo là cải thiện sức khỏe cộng đồng, có thể làm dấy lên lo ngại từ các cộng đồng thu nhập thấp,
dễ bị tổn thương bởi quá trình tiến hóa xã hội. Làm thế nào để ngăn chặn quá trình tiến hóa? Có những cách khác để giúp mọi người gắn bó với cộng đồng của họ, cung cấp cho người thuê nhà cơ hội và tài chính để mua căn hộ của họ, bảo tồn và mở rộng nhà công vụ, bảo vệ người già và người cư trú dài hạn khỏi việc tăng thuế tài sản, thực thi các quy tắc xây dựng và cung cấp các tuyển chọn dễ dàng cho người thuê để báo cáo. Sự khác biệt giữa gentrification và hồi sinh là gì? Các khu dân cư sang trọng cũng sẽ được thay đổi về nhân khẩu học khi giá trị tài sản tăng lên. Với những cư dân da trắng giàu có hơn, thay thế những cư dân thiểu số nghèo hơn. Mặt khác, làm hồi sinh các vùng lân cận, thực hiện các tiếp cận hướng với cộng đồng hơn đối với những thay đổi về kinh tế nhân khẩu học. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.